Sáng nay ngày 20 tháng 10, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2. Tại đây, vấn đề khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục được cử tri nêu ý kiến mạnh mẽ. Đây là lần thứ hai ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri quận 2 sau lần đầu vào ngày 20 tháng 6 sau kỳ họp Quốc hội thứ 5. Ngoài những bức xúc lâu nay về quy hoạch đô thị này làm cho cuộc sống gia đình, người thân và nhiều người dân khác lâm vào cảnh khó khăn, nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn phải thanh tra toàn diện dự án và xử lý nghiêm những người sai phạm. Trả lời những bức xúc của cử tri, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định chừng nào vấn đề Thủ Thiêm chưa giải quyết, tổ đại biểu Quốc hội sẽ còn quay lại. Trong 3 tháng tới, việc giải quyết sẽ đẩy với tiến độ cao hơn để thống nhất được chính sách, sau đó vận dụng chính sách. Mong bà con thông cảm, đấy là cái khâu tổ chức triển khai rồi. Việc còn thông qua được chính sách, thống nhất với chính phủ, hội đồng dân thông qua thì thông qua sau lúc đó, áp vào để triển khai cái này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết khi có kết luận thanh tra, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố lập nhiều tổ công tác để giải quyết các vấn đề Thủ Thiêm. Trong đó có việc phối hợp với người dân để trả lời việc xác định ranh giới quy hoạch cũng như chính sách đền bù, đồng thời rà soát lại hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra tiếp tục làm rõ các chính sách tại các thời điểm cũng như rà soát, xem xét lại các chính sách. Nếu có thể điều chỉnh theo hướng có lợi cho người dân thì thực hiện.